tham lam. 52. Chữ khao khát đối tượng của tham muốn. Hãy nhìn vào tâm thức tham lam. Tham muốn vốn tự giải thoát ngay khi nó sanh là không lạc. Cái không lạc này không gì khác hơn là trí huệ phân biệt tất cả. Trong sự vốn tự giải thoát của tham muốn, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Bất cứ hạnh phúc nào mà các bạn mong mỏi từ cha mẹ, con cái, bạn bè, sự giàu có hay tài sản của các bạn, nó sẽ không kéo dài lâu, bởi vì cuối cùng tất cả chúng sẽ bị cái chết giật mất khỏi các bạn. Nếu không xảy ra trước đó, vô ích khi bám níu vào chúng. Khi các bạn chết, cho dù các bạn có đáng khâm phục thế nào, dù giàu có và quyền lực thế nào, không có cái gì dùng được. Các bạn sẽ lang thang trong trạng thái trung ấm giữa cái chết và sự tái sanh, chỉ đồng hành với các bạn là nghiệp tốt và xấu của mình. Góp nhặt giàu có và tài sản, rồi bảo vệ và làm tăng trưởng chúng là một công việc làm nản lòng và không cùng. Cái nhìn thấy vàng và kim cương mê hoặc chúng ta, và chúng ta nhanh chóng bị đánh bại bởi tham muốn thúc giục phải chiếm hữu chúng. Nhưng dù bằng cách nào đó chúng ta thu xếp để mua những đồ vật đẹp đẽ và đắt giá ấy, sự bám chấp của chúng ta còn lâu mới chấm dứt mà chỉ tăng thêm. Lo lắng chúng ta có thể mất châu báu quý giá đã sở đắc được, chúng ta cất nó thật an toàn và không bao giờ dám đem nó ra ngoài và đeo nó. Sau cả một đời xây dựng trên sự thèm khát, kinh nghiệm của chúng ta trong trạng thái trung ấm chỉ có thể là sợ hãi và kinh hoàng cùng cực. Buôn bán trồng trọt hay việc làm ăn nào mà phúc lợi có được từ sự hao tốn của những người khác chỉ đem lại cho chúng ta thêm nhiều nghiệp xấu. Không bao giờ thỏa mãn với cái chúng ta có, luôn luôn nỗ lực thu được điều chúng ta muốn. Trong vô số đời chúng ta hoàn toàn mòn mỏi kiệt sức. Chẳng tốt hơn sao khi buông bỏ tất cả và thay vào đó học cách làm thế nào được thỏa mãn với áo quần đủ mặc và lương thực đủ sống. Nếu các bạn cam kết theo sự thực hành và trì tụng thần chú sáu âm với một tâm thức giải thoát khỏi bám níu, các bạn sẽ thấy mình càng ngày càng ít bị hấp dẫn bởi những theo đuổi bình thường của cuộc đời, và các bạn sẽ không phung phí cuộc đời các bạn nữa. Tham muốn và bám chấp sẽ lắng vào bản tánh của chính chúng. Nó không gì khác hơn là trí huệ phân biệt tất cả, còn gọi là diệu quán sát trí của Quán Thế Âm. Ghen ghét. 53. Chớ đi theo đối tượng của ghen ghét, hãy nhìn vào tâm thức chỉ trích, chê bai. Ghen ghét vốn tự giải thoát ngay khi nó sanh là trí trống không. Trí trống không này không gì khác hơn là trí huệ thành tựu tất cả. Trong sự vốn tự giải thoát của ghen ghét, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Một người bình thường cảm thấy ghen ghét, đố kỵ với những ai có những thành đạt bằng hay hơn mình. Tuy nhiên, ghen ghét cũng lại không phải là một cái gì nội tại trong đối tượng của sự ghen ghét. Nó chỉ là một chế tạo của tâm thức. Bất kỳ khi nào một tư tưởng ghen tị khởi ra, đơn giản chỉ nhận biết nó là cái gì và tùy hỷ với tất cả lòng mình những thành đạt cao hơn của người khác. Một khi các bạn cho phép những tư tưởng ghen tị nảy nở, chúng có thể phát triển thành một cảm xúc quá quắt. Một ví dụ là câu chuyện về sự ghen tị của Đề Bà Đạt Đa với người anh em chú bác Gautama. Dầu sao, khi Gautama đã thành Phật, Đề Bà Đạt Đa cũng không ngừng nỗ lực làm đủ mọi cách xảo quyệt để ganh đua với Ngài. Những hành vi ghen ghét của ông đến nỗi cuối cùng mặt đất mở ra dưới chân và ông rớt vào lửa của địa ngục. Ở đấy, trải qua những khổ sở kinh khủng, ông hối hận kêu lên:
Từ sâu thẳm của lòng mình, tôi quy y Ngài Gautama. Dầu cho trong một đời tương lai, ông sẽ tái sanh là một vị Bích Chi Phật, nhưng trong đời này, ngay cả Phật cũng không cứu được ông. Ghen tị bởi thế là một lỗi lầm rất trầm trọng, chứ bao giờ rơi vào dưới ảnh hưởng của nó. Chính bởi cảm thấy rất hoan hỷ trong lòng các bạn với những thành đạt của những người khác chẳng hạn, với những cúng dường lớn lao của ai đó cho Tam Bảo, các bạn sẽ tích tập công đức như người kia, thay vì si mê bởi những thành đạt của chính các bạn, thay vì rơi vào cái bẫy ghen tị, hãy tùy hỷ với những công đức vô giá của những người khác, đặc biệt với những hành vi của những vị rất cao cả. Đó không gì khác hơn là chính trí huệ thành tựu tất cả, còn gọi là thành sở tác trí. Vô minh 54. Chớ cho những ý tưởng do vô minh đúc thành là đúng, hãy nhìn vào bản tánh của chính vô minh. Những người khách tư tưởng dụng tự giải thoát ngay khi chúng sanh là không giác. Cái không giác này không gì khác hơn là trí huệ của pháp giới tuyệt đối và bao la. Trong sự vốn tự giải thoát của vô minh, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Ở đây vô minh còn gọi là si, nghĩa là vô minh về Phật tánh của chính chúng ta. Về mặt này, chúng ta vô minh như một người ăn xin với một viên ngọc quý trong bàn tay, do không nhận biết giá trị đến thế nào, liền bỏ nó. Chính vì vô minh mà chúng ta làm nô lệ cho những tư tưởng của chúng ta và không thể phân biệt đúng với sai. Chính vì vô minh mà chúng ta không tin vào những kết quả lợi lạc của sự cầu nguyện Tam Bảo. Chính vì vô minh mà chúng ta không nhận biết chân lý của Pháp. Vô minh là gốc rễ đích thực của 84.000 phiền não tiêu cực. Vì chừng nào chúng ta còn không thấy rằng thật tánh của mọi sự là tánh không, chúng ta còn khăng khăng tin rằng những sự vật quá thật hiện hữu, và đây là nguồn gốc của mọi tri giác mê lầm và mọi tư tưởng xấu xa. Tuy nhiên, vô minh không thường tồn như bóng tối thường trực của một hang sâu dưới mặt đất. Như mọi hiện tượng khác, nó chỉ có thể sanh khởi từ tánh không, và bởi thì không thể hiện hữu chân thật. Một khi các bạn nhận ra bản tánh không của vô minh, nó chuyển thành trí huệ của pháp giới tuyệt đối và bao la, còn gọi là pháp giới tánh trí. Đây là tâm trí huệ của Quán Thế Âm, Phật tánh, yếu tính của chư Như Lai. Như Lai tạng hiện diện trong tất cả chúng sanh. Chỉ vì vô minh, như Đức Phật đã bày tỏ, khiến chúng ta tin vào tri giác mê lầm của chúng ta, thay vì nhận biết Phật tánh là bản tánh của chính chúng ta. Bằng cách xác lập bản tánh không của vô minh, hãy nhận biết sự mờ tối và mê vọng của nó là chính pháp giới bao la tuyệt đối. Bây giờ trụ trong kinh nghiệm này và thực hành cái thấy, thiền định và hành động. Đây là tâm yếu tối thiết của Quán Thế Âm. Bởi thế, bất kỳ khi nào những tư tưởng và thức tình liên hệ với năm độc sanh khởi, thay vì tự để cho mình bị chúng mang đi xa, hãy nhìn thẳng vào bản tánh của chúng. Bằng cách làm như thế nào, cuối cùng các bạn sẽ đến chỗ nhận biết năm độc chính là năm trí huệ bổn nguyên. Chúng là tình trạng tự nhiên của tâm không mê vọng. Đến điểm này, tất cả tư tưởng của các bạn sẽ được giải thoát ngay khi chúng khởi, và các bạn sẽ không bao giờ mất cái thấy về tánh giác Quán Thế Âm tuyệt đối. Quán Thế Âm tuyệt đối không gì khác hơn là tánh không. Tuy nhiên, trên bình diện tương đối, Quán Thế Âm khoác lấy vô số hình sắc để gặp gỡ những nhu cầu của chúng sanh. Tất cả những biểu lộ này với danh hiệu, hình thể và màu sắc khác nhau là sự phô diễn của trí huệ Ngài, sự biểu lộ của tính sáng tạo của tánh không và đại bi. Đặc biệt, Quán Thế Âm phô diễn năm hình sắc chính tương ưng với năm uẩn và năm cõi của sanh tử.
Năm bài kệ tiếp theo giải thích sự chuyển hóa của năm uẩn hay Skandha thành năm phương diện này của Quán Thế Âm. Năm uẩn sắc. 55. Sắc là vô sanh, bổn lai không, như bầu trời. Tinh túy của cái không giác này là Quán Thế Âm, không có cái gì khác ngoài vua thiên liêng của bầu trời. Trong cái thấy tánh không này, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chúng ta thấy một cầu vồng trong bầu trời chỉ vì sự phối hợp của tia sáng mặt trời và mưa. Theo cùng cách này, tất cả vô số hình sắc mà chúng ta thấy chỉ có từ sự phối hợp thoáng chốc của một số điều kiện với sự xem xét cẩn thận tỉ mỉ. Không có cái nào trong những duyên đó có thể tìm thấy một hiện hữu bản chất nào. Ví dụ, chúng ta dùng chữ thân thể để chỉ một hỗn hợp thường trực thay đổi của xương, thịt và máu. Tuy nhiên, trong thực tế không có một thực thể nào như là một thân thể. Chính năm uẩn chống đỡ cho ý niệm sai lầm về một cái tôi hiện hữu một cách chất thể. Cái tôi ấy là nguồn gốc của mọi khổ đau. Nhưng một khi chúng ta nhận biết sắc uẩn là không, nó không gì khác hơn là Quán Thế Âm. Danh hiệu đặt cho phương diện này của Quán Thế Âm, vua của bầu trời, truyền đạt cách thức bao la và toàn khắp mà Ngài khoác lấy hình sắc. Trong mỗi lỗ chân lông của thân thể Ngài, vô số cõi Phật xuất hiện mà lỗ chân lông không lớn thêm hay những cõi Phật không nhỏ bớt. Tuy nhiên, thân Quán Thế Âm không phải là thịt máu, mà là sự phô diễn của trí huệ Ngài, trống không trong bản chất. Nhận biết điều này, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Thọ. 56. Cảm giác là thòng lọng trói xiết tâm thức cùng đối tượng. Khi con biết nó là tánh nhất như bất nhị, nó là Quán Thế Âm, không có cái nào khác ngoài thòng lọng phong phú thiêng liêng. Trong sự chứng ngộ dị nhất như, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chính sự kết hợp của thân thể và tâm thức cho phép những cảm giác thích thú và khó chịu, sướng và khổ sanh khởi. Khi thân các bạn cảm thấy một đau đớn nhỏ nào như cái gai đâm, lý do các bạn ghét nó là vì các bạn tin vào ý niệm một cái ngã cá biệt. Vậy thì các bạn nghĩ, tôi, thân tôi, hạnh phúc của tôi, đau khổ của tôi. Sự kiện khi những người khác cũng kinh nghiệm cùng một đau đớn không làm cho các bạn khổ não gì cả là bằng chứng các bạn tin vào một cái tôi như thế nào. Uẩn cảm giác này là sợi dây trói buộc các bạn vào ba cõi của sanh tử. Cảm giác là phản ứng căn bản của thích và không thích. Nó xảy ra khi các bạn gặp gỡ một cái gì trong thế giới hiện tượng. Nó xảy ra qua tác động của các giác quan và các thức tương ứng của chúng. Nếu các bạn khảo sát nó, các bạn sẽ nhận ra nó không có một thực thể nào. Bây giờ cảm giác trở thành trí huệ của nhất như và bản tánh của nó không gì khác hơn là phương diện của Quán Thế Âm được biết như là thông lọng phong phú. Amohapassa trong tiếng Sanskrit. Amohapassa thuộc về bộ tộc Trân Bảo và Ngài sẵn đủ nhiều năng lực đến độ chỉ nghe danh hiệu và thần chú của Ngài cũng sẽ mở rộng kinh nghiệm thiền định của các bạn, làm sâu xa thêm trí huệ của các bạn, kéo dài mạng sống của các bạn và làm lớn rộng thêm nhiều công đức và sự thịnh vượng của các bạn. Tuy nhiên, phương diện năng lực thần diệu này của Quán Thế Âm thật ra không gì khác hơn là tự tâm của các bạn. Khi nào qua sự chứng ngộ tánh không, các bạn tri giác những hiện tượng sanh tử như là sự thanh tịnh vô biên, các bạn mở ra phần tương ứng giác ngộ của thọ uẩn, kho tàng của những phẩm tính mãi mãi giàu có. Đây là bảo sanh Phật. Rasnan Sam Hapa
Amohapasa thông lòng phong phú là một đồng nghĩa giúp viên ngọc như ý, giống như một thông lòng. Ngọc như ý có thể đem ngay cả những chư thiên và con người quyền lực nhất vào dưới sự kiểm soát của nó và đẩy tất cả chúng sanh đến giác ngộ. Khi các bạn cảm thấy sắp rơi vào vực thẳm của những thức tình đen tối, hãy cầu nguyện đến Quán Thế Âm. Vào lúc cái thòng lọng của lòng bi của Ngài bắt được các bạn sẽ tràn đầy niềm tin vào sự toàn giác của Ngài. Bởi thế, với niềm tin và sùng mộ nhất niệm, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Xác định, còn gọi là tưởng. 57. Xác định, nếu con chấp nó là chắc thật là vọng tưởng. Khi con đến với tất cả chúng sanh với lòng bi, đấy là Quán Thế Âm. Không có cái gì khác ngoài bậc cao cả nào quét sạch những chiều sâu của sanh tử. Trong lòng bi không thiên vị, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Tâm thức các bạn không ngừng xác định, đánh giá bất kỳ thứ gì các bạn gặp. Cái này có thể làm vui lòng tôi, cái này có thể làm hại tôi. Chính vì như một kết quả của tiến trình này mà các bạn khao khát cái gì thích thú và sợ hãi cái gì không thích. Sự đánh giá do tâm thức các bạn tạo ra khởi từ cách thức tri giác mọi sự một cách quy ngã. Nhưng giờ đây, thay vì xác định những sự vật theo bao nhiêu sướng hay khổ chúng sẽ đem lại cho các bạn nên nhắm vào hạnh phúc và khổ đau của toàn thể chúng sanh. Điều này sẽ mở ra một lòng bi bao la, không chút thiên vị nào. Và các bạn sẽ nhận biết uẩn thứ ba này, tưởng uẩn, như là phương diện của Quán Thế Âm, được biết với danh hiệu là bậc nạo giác những chiều sâu của sanh tử. Khi các bạn nạo giác những chiều sâu của biển cả, bất kỳ thứ gì dưới đấy đều được đưa lên trên mặt. Cũng thế, hoạt động đại bi của Quán Thế Âm đưa lên những cõi cao hơn tất cả những chúng sanh nào chìm đắm trong những chiều sâu của hiện hữu, những cõi thấp của sanh tử. Nếu vì chỉ một chúng sanh, Quán Thế Âm phải làm việc cặm cụi cho đến hết dòng thời gian, lòng đại bi của Ngài cũng sẽ không hề giảm sút. Bậc nạo giác sạch những chiều sâu của sanh tử luôn luôn thường trực sẵn sàng đến giúp đỡ chúng sanh. Điều này được minh họa bởi câu chuyện sau đây. Ngày xưa, một đoàn nhà buôn đi biển để tìm hòn đảo châu báu trong truyền thuyết. Bị đắm tàu bởi một trận bão, họ tìm chỗ trú ẩn trên một hòn đảo của những yêu tinh ăn thịt người. Những yêu tinh này để chinh phục những nhà buôn, biến hình thành những công chúa đẹp đẽ. Với sự giả dạng này, chúng dễ dàng quyến rũ và lấy được lòng tin của họ. Về sau, những công chúa yêu tinh này lấy tất cả nhà buôn làm chồng. Từ đó, những nhà buôn bị giữ dưới sự canh chừng cẩn mật và không bao giờ cho ra xa khỏi nhà. Tuy nhiên một hôm, người trưởng đoàn nhà buôn đi xa hơn thường lệ mà không để ý. Ông đến một tòa nhà đồ sộ làm bằng sắt. Từ bên trong một tiếng nói cất lên: "Nghe đây hỡi các bạn, chúng ta cũng là những nhà buôn bị đắm tàu trên đảo này và bị nhốt ở đây. Hãy cẩn thận, các bạn đã bị lừa. Những công chúa các bạn đã cưới thật ra là những yêu tinh, và chúng định giết và ăn thịt tất cả các bạn." Lúc đó trưởng đoàn mới hiểu rằng ông và những người của ông ta đã bị lừa gạt và là tù nhân của những công chúa yêu tinh. Chúng ta đang ở trong một cái bẫy khủng khiếp nhưng không có cách nào thoát sao? Tiếng nói bảo: "Với chúng tôi thì không, nhưng với các bạn thì còn có một dịp may. Về phía đông của thành phố có một cái hồ, và trên bờ hồ là một cái hang gọi là hang cỏ vàng. Mỗi đêm trăng đầu tháng và giữa tháng, Quán Thế Âm trong hình dáng con ngựa Valaha vương giả hay đám mây quyền năng
đến hàng từ cõi trời thứ 33 để ăn cỏ, uống nước và cuộn mình trên cát vàng. Nó gọi những ai muốn rời bỏ hòn đảo của yêu tinh này, muốn về châu Diêm Phù Đề, hãy đến và leo lên lưng. Tôi đã nghe các công chúa yêu tinh nói rằng người nào nắm bờm con ngựa Valaha và không nghe theo những lời năn nỉ giả tạo của họ sẽ thoát được an toàn về Ấn Độ. Ông trưởng đoàn vội vã trở lại nói với các bạn đồng hành đều vừa được nghe. Và tất cả bọn họ kinh sợ cho hoàn cảnh mình, hiểu rằng đây là hy vọng duy nhất để có lại tự do. Họ cầu nguyện Quán Thế Âm từ đáy lòng họ. Như đã nói trước, vào đêm trăng rằm, con ngựa trời xuất hiện, bình an gặm cỏ ở hang cỏ vàng. Khi nó sắp bay lên, nó gọi những nhà buôn cấp tốc cởi lên lưng. Những công chúa yêu tinh thấy các tù nhân của mình sắp trốn thoát, bắt đầu than khóc. Họ đem những đứa con đã có với những nhà buôn và van xin họ hãy ở lại để trông nom đám con cái đáng thương của họ. Chúng cũng khóc van. Một vài người đi buôn không thể cắt đứt những luyến bám của họ và không cưỡng lại được những năn nỉ của những người vợ yêu tinh đã rớt xuống đất. Nhưng những người khác không nghe những van xin đầy nước mắt này, cầu nguyện Quán Thế Âm với niềm tin lớn lao và an toàn về châu Diêm Phù Đề. Lòng bi của Quán Thế Âm thoát khỏi tưởng uẩn, đổ xuống bình đẳng trên mọi chúng sanh. Ngài sẽ vét cạn không mệt mỏi những chiều sâu của sanh tử cho đến khi không còn một chúng sanh nào sót lại. Uẩn thứ nhất là sự nắm bắt đầu tiên của các bạn về một đối tượng. Uẩn thứ hai là cảm giác của các bạn rằng đối tượng ấy là thích, không thích hay trung tín với các bạn. Uẩn thứ ba là sự đánh giá của các bạn về cường độ của cảm giác này là mạnh, vừa hay yếu. Bây giờ tâm thức các bạn bám chấp vào sự đánh giá này như cái gì thực có và vững chắc. Nó tạo thành căn cứ cho hai giai đoạn tiếp sau. Chính qua chuỗi tiến trình này, năm uẩn và mọi khổ đau xảy ra. Tuy nhiên, bằng cách trì tụng thần chú sáu âm với sùng tín hoàn toàn, các bạn có thể thoát khỏi những gông cùm của sự xác định, đánh giá và như thế giải thoát khỏi cái bẫy của sanh tử. Thúc đẩy còn gọi là hành. 58. Thúc đẩy là những hoạt động sanh tử, giữ con quay vòng trong sáu cõi. Nếu con thấu hiểu sanh tử và niết bàn là hoàn toàn nhất như, đó là Quán Thế Âm, không có cái gì khác ngoài bậc đại bi chuyển hóa chúng sanh. Hành động cho những người khác trong một vị, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Thúc đẩy là ám ảnh cưỡng bách phải hoạt động trên căn cứ của những cảm giác tham muốn và ác cảm của các bạn, và như thế tích tập nghiệp. Bởi thế, cái thúc đẩy là kiến trúc sư của sanh tử và niết bàn. Hoàn toàn nô lệ cho thúc đẩy, các bạn đã lang thang từ đời này sang đời khác, từ vô thủy. Nhưng nếu các bạn nhận biết rằng bản tánh của thúc đẩy là trống không, và rằng những thúc đẩy không cùng của các bạn thật ra là vô số khía cạnh của trí huệ, các bạn sẽ không chịu sự thống trị của chúng nữa. Theo Kim Cang Thừa, Quán Thế Âm thấm khắp tất cả những mạng Đà La như đấng quyền năng của sự nhảy múa hoa sen. Dầu trong yếu tính, một vị Phật hoàn toàn giác ngộ diễn xuất những tài nguyên vô tận của lòng bi. Ngài nhận lấy hình thức của một Bồ Tát để giúp đỡ chúng sanh trực tiếp theo nhu cầu họ. Mọi sự Bồ Tát làm đều để lại lợi lạc cho chúng sanh. Ngài không có mục đích riêng tư nào, bất kể hoàn cảnh gì. Mức độ cao cả này của lòng bi mang theo với nó vô số phẩm tính giác ngộ, đặc biệt là sự chứng ngộ rằng sanh tử và niết bàn là chỉ một vị. Hiện giờ
Các bạn thấy khó khăn thấu hiểu những đặc tính bao la không thể nghĩ bàn nổi như đại bi và khả năng cứu giúp những người khác của Quán Thế Âm. Nhưng nếu các bạn trì tụng thần chú này với lòng sùng mộ nhất niệm, một ngày nào các bạn cũng sẽ có thể làm lợi lạc cho chúng sanh ở một tầm cỡ vô biên như vậy. Từ đáy lòng các bạn, hãy mong mỏi giúp đỡ tất cả chúng sanh và hồi hướng tất cả công đức của các bạn cho họ với sự tin chắc rằng Quán Thế Âm thừa nhận những nguyện vọng của các bạn và ban cho các bạn ân sủng của Ngài để đưa chúng tới chỗ trọn vẹn. Thức 59. Thức, sự biểu lộ của tâm bình thường, có 8 chức năng. Nếu còn thấu hiểu tâm tối hậu là pháp thân, nó là Quán Thế Âm, không có cái gì khác ngoài đại dương thiêng liêng của những bậc chiến thắng. Biết rằng tự tâm con là Phật, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Nếu một hạt giống trong đất nảy sinh từ một giống cây độc, rễ và lá phát triển từ nó chắc chắn cũng phải độc, hay ngay cả làm chết người. Cùng cách ấy, bất kỳ khi nào năm uẩn hiện diện, khổ đau phải xảy ra từ đó. Then chốt làm chúa trùm cả năm uẩn là thức, vì chính thức bám chấp vào các uẩn như thật sự hiện hữu, bám chấp lạc thú như lạc thú và khổ đau như khổ đau. Thật vậy, thức là tâm mê lầm và những vọng tưởng của nó. Bây giờ một khi các bạn nhận biết rằng thức không bao giờ thực sự hiện hữu và bởi thế không thể tiếp tục hiện hữu, cũng không đến chỗ chấm dứt, các bạn bèn giải thoát khỏi móng vuốt của nó. Nhưng cho đến khi nào các bạn đạt đến điểm này, thức thường trực kéo dài hư vọng sẽ tiếp tục phát sinh thêm nghiệp. Bởi thì quan yếu là các bạn quy tụ mọi nỗ lực của các bạn vào sự nhận biết tánh không của thức. Khi nhận biết này khởi lên rõ ràng, nó giống như ánh sáng ban ngày phá tan bóng tối của đêm. Bản tánh thanh tịnh của thức là phương diện của Quán Thế Âm được biết như là đại dương của những bậc chiến thắng. Những bậc chiến thắng ám chỉ chư Phật, các ngài đạt được sự chiến thắng của giác ngộ viên mãn, và đại dương ám chỉ sự bao la của vô cùng chư Phật hợp nhất trong Quán Thế Âm. Hãy cầu nguyện rằng sẽ có ngày các bạn cũng thành tựu sự hoàn thiện như vậy, đến độ chỉ nghe tên các bạn, chúng sanh sẽ được tịnh hóa những nhiễm ô của họ và giải thoát khỏi những cõi thấp. Biết rằng Quán Thế Âm thường trụ trong chính các bạn như là sự tương tục của cái một bất biến, hãy trì tụng thần chú sáu âm. 4 điểm chính yếu về thân, ngữ, tâm và pháp thân. Thân 60. Tinh thân thể là cứng đặc, là điều gây ra tình trạng nô lệ. Nếu còn nhận biết nó là quá thần xuất hiện nhưng trống không, nó là Quán Thế Âm, không có cái gì khác ngoài Khasapani cao cả. Trong sự nhận biết thân thể quá thần xuất hiện mà trống không, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chính tri giác bình thường của chúng ta về thân thể như là một cơ cấu cứng đặc của xương và thịt, khiến nó thu hút khổ đau như một nam châm. Nhưng bằng cách tu hành những thực hành quán tưởng và trì chú, các bạn học cách phá tan sự trụ chấp của các bạn vào tính cứng đặc của thân. Bằng cách tu hành tri giác thân các bạn như là thân trí huệ vô sanh, vô biên của Quán Thế Âm, các bạn có thể đạt đến trạng thái vượt thoát khỏi khổ đau. Thân thể của Quán Thế Âm toàn khớp như bầu trời thì chẳng phải thịt và máu, cũng chẳng phải là cái gì cụ thể như một bức tượng. Hơn nữa, nó trong suốt như một cầu vồng, xuất hiện rõ ràng nhưng trống không và không có bản chất gì. Còn hơn nữa, Quán Thế Âm không chỉ là một hình ảnh, Ngài đang sống, sáng rỡ với trí huệ, tình thương và thần lực, trả lời cho bất cứ ai chỉ là một cử chỉ cầu nguyện hay trì tụng một biến mani.
Ngữ 61. Ý niệm hóa lời nói và âm thanh là điều gây ra vọng tưởng. Nếu con nhận biết nó là thần chú, âm gian nhưng trống không, nó là Quán Thế Âm, không có cái gì khác ngoài tiếng rống của sư tử thiêng liêng. Trong sự nhận biết âm thanh là thần chú, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Khi sự quán tưởng thân quá thần của các bạn rõ ràng và ổn định, trì chú như được diễn tả trong đoạn về ngữ kim cương sẽ nâng cao thêm sự thực hành của các bạn. Chữ thứ nhất của thần chú Quán Thế Âm, Om, tiêu biểu năm trí huệ. Như chữ của tốt lành, nó bắt đầu của hầu hết thần chú. Mani nghĩa là hạt ngọc, Padmi nghĩa là hoa sen, và Hum là chữ bày tỏ và khẩn cầu sự toàn giác của Quán Thế Âm. Toàn bộ thần chú có thể chuyển dịch thành Ngài, hạt ngọc hoa sen, xin hãy ban cho toàn giác của Ngài. Bằng cách lặp lại danh hiệu Ngài trong thần chú sáu âm, các bạn nhớ đến và cầu khẩn những phẩm tính vô biên của Ngài. Như thế các bạn đang kêu gọi Ngài từ khoảng cách xa. Để trả lời, lòng đại bi của Ngài biểu lộ không phải dụng công tác ý, đáp ứng mọi mong muốn của các bạn. Để ban phước gia bị những chúng sanh, Quán Thế Âm đã quán đảnh trao truyền quyền lực cho thần chú của Ngài thành giống như chính bản thân Ngài. Nó là âm gian của tánh không vô sanh. Được viết ra, thần chú giải thoát bởi sự thấy, như là âm thanh nó giải thoát bởi sự nghe. Khởi lên trong tâm thức, nó giải thoát bởi sự nhớ niệm. Đeo trên thân, nó giải thoát bởi sự xúc chạm. Nếu các bạn làm cho mình quen trì giác mọi âm thanh như thần chú, các bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi khi các bạn nghe những âm thanh kinh khủng của trung ấm. Qua thần chú của Ngài, Quán Thế Âm thực hiện hoạt động bao la và bi mẫn của Ngài trên một phạm vi vô cùng. Thế nên, với sùng mộ nhiệt thành, nghe mọi âm thanh của vũ trụ như tiếng phản hồi của thần chú, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Tâm thức 62. Bám chấp vào những tri giác của tâm thức như là thật là sự mê lầm tạo ra sanh tử. Nếu con để cho tâm thức trong trạng thái tự nhiên của nó, tự do với những tư tưởng, nó là Quán Thế Âm, không có cái gì khác ngoài sự thoải mái thiêng liêng trong tâm tối hậu. Trong tâm tối hậu, pháp thân, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Người ta thường nói, hãy thiền định, hãy thiền định. Nhưng trừ phi các bạn đã thiết lập một cái hiểu vững chắc và không sai lầm về cái thấy tánh không. Cái gì là điểm để thiền định? Không nhận biết bản tánh trống không của tâm thức chính là nguồn gốc đích thực của sanh tử. Bản tánh trống không này với lòng bi nội tại vốn có của nó được nhận biết khi tâm thức tự do với những ảnh hưởng của tư tưởng, thức tịnh với tánh giác đơn giản của cái hiện tại. Thả lỏng dây cương, những tư tưởng tạo ra toàn bộ sanh tử. Không được nghiên cứu khảo sát, chúng giữ lại những hình tướng biểu kiến của chúng và do đó sức mạnh để kéo dài sanh tử của chúng. Tuy nhiên, không có tư tưởng nào tốt hay xấu có được hiện hữu sờ nắm được dù nhỏ nhất. Không có ngoại trừ nào, những tư tưởng đều hoàn toàn trống không, như một câu dòng, dù có xuất hiện rực rỡ và sống động năm màu trên bầu trời, cũng chẳng thể nào nắm bắt, mặc lấy như áo quần hay được dùng theo cách nào khác. Tánh không tuyệt đối không biến đổi bởi bất kỳ thứ gì, ngay cả khi nó bị che đậy với cái thấy do những che ám mặt ngoài. Thật vậy, những che ám này không phải là những thứ quá thật cần phải dẹp bỏ, bởi vì khoảnh khắc chúng ta nhận ra bản tánh trống không của chúng thì chúng biến mất hoàn toàn. Khi sự mê vọng của những tư tưởng che ám biến mất, tâm thức trở lại tự do và thanh tịnh, an trụ trong tự tánh của nó
một cách không khởi sức. Đây là ý nghĩa của danh hiệu thoải mái trong tâm tối hậu của Quán Thế Âm. Bầu trời không bao giờ bị quấy nhiễu hay thay đổi bởi sự hợp tan của những đám mây. Bầu trời không nuôi hy vọng những cầu vồng sẽ khởi lên, cũng không chịu thất vọng nếu chúng không khởi. Tâm kim cang của Quán Thế Âm không hề rời khỏi bản tánh tuyệt đối, bất kể hoạt động từ bi cho chúng sanh của Ngài có rộng rãi hay tỏa khắp bao nhiêu. Xuất hiện cho chúng sanh trong vô vàn cách, trong thực tế Ngài không bao giờ lìa khỏi tánh không. Quán Thế Âm là một với bản tánh bổn nhiên của tự tâm chúng ta, chớ tìm Ngài ở đâu khác. Để chứng ngộ bản tánh này trong chính các bạn, hãy thỉnh cầu và nhận lãnh những lời dạy với lòng sùng mộ, cảm thông sâu sắc và không giả tạo, rồi tham thiền, chiêm nghiệm và đồng hóa chúng vào hiện thể của các bạn. Cuối cùng, các bạn sẽ thành tựu chứng ngộ tối hậu. Mọi khuynh hướng nghiệp và phiền não che ám sẽ tan biến và các bạn sẽ biết trực tiếp tánh không của tất cả hiện tượng. Đến điểm này, các bạn sẽ thoải mái trong một trạng thái nghỉ ngơi, xa hẳn những hành hạ của sanh tử. Giống như một ông già thanh tĩnh xem những đứa bé đang chơi, các bạn sẽ nhìn thấy với sự bình đẳng thản nhiên trò chơi biểu diễn hằng hằng biến chuyển của những hiện tượng không thực. Nếu các bạn thấy khó khăn khi quán tưởng những hóa thần với những trang sức, sự phóng ra ánh sáng và mọi chi tiết khác, hãy đơn giản duy trì giữ gìn sự nhận biết trạng thái bổn nhiên. Đây là yoga tâm về pháp thân và của pháp thân. Xem mọi sự khởi lên trong hương vị đơn nhất của thực tại tuyệt đối. Hãy trì tụng thần chú sáu âm. Pháp thân 63. Mọi sự vật hiện hữu là dòng tương tục thanh tịnh bổn nhiên của pháp thân. Nếu con gặp pháp thân mặt đối mặt, nó là Quán Thế Âm, không có cái gì khác ngoài bậc tối cao thiêng liêng của vũ trụ. Trong dòng tương tục của thanh tịnh toàn khắp, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Quán Thế Âm và tất cả chư Phật trong mọi phương diện của các ngài, hoặc trên cấp độ báo thân hay hóa thân, đều khởi từ nền tảng của pháp thân. Pháp thân là cảnh giới tuyệt đối và bao la, vượt khỏi mọi tạo tác trí thức. Nó bao gồm trong bản tánh của nó tất cả phẩm tính giác ngộ của Phật tánh. Nó là trí huệ bổn nguyên đã ở cùng chúng ta từ thời vô thủy. Trí huệ vốn sẵn có này có thể được nhận biết qua những thực hành thiền định về an định và quán chiếu. An định là sự làm bình lặng trạng thái ồn não bình thường của tâm thức, và quán chiếu là sự khai triển của sự nhìn thấy rộng rãi hơn và sự chứng ngộ sâu xa hơn kèm theo. Khi an định và quán chiếu hòa lẫn, không thể phân chia, pháp thân được chứng ngộ. Khi các bạn tiến bộ theo con đường Bồ Tát, liên tục hộ trì sự thực hành trong cả thiền định lẫn sau thiền định, cuối cùng các bạn đạt đến địa thứ nhất và đi vào con đường nhìn thấy. Gọi như thế bởi vì lần đầu tiên các bạn thật sự thoáng thấy thực tại tối hậu, bản tánh trống không của mọi sự vật. Kinh nghiệm này về tánh không vẫn chưa đạt đến mức độ trọn vẹn của nó và phải được dần dần mở rộng qua mỗi mức độ liên tiếp nhau cho đến cuối cùng. Tới địa thứ 10, khung dệt cấu thành của hai loại che chướng biến mất vĩnh viễn, và trí huệ kim cương bổn nguyên được hoàn toàn phát lộ. Các bạn đạt đến cái gọi là con đường không học nữa, mức độ của Phật tánh. Nơi tâm thức là một với tâm trí huệ của pháp thân. Người nào hoàn thành mức độ bất nhị này của giác ngộ thực sự hiện thân những lý tưởng cao nhất của tất cả trong ba cõi của cuộc sống. Quán Thế Âm chính là Như Lai, tinh túy rốt ráo của Phật tánh và mọi phẩm tính của pháp thân sẽ khai triển không cần cố gắng
qua sự trì tụng thần chú sáu âm của Ngài. Kết luận bài giảng thứ hai. 64. Một bổn tôn Quán Thế Âm hiện thân của tất cả chư Phật, một thần chú sáu âm hiện thân tất cả thần chú, một pháp Bồ Đề Tâm hiện thân cả thảy những thực hành của hai giai đoạn phát triển và thành tựu. Biết cái một giải thoát cho tất cả, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Bản thân Phật Thích Ca Mâu Ni là một xuất sanh của Quán Thế Âm. Pháp, cái chỉ cho chúng ta điều cần tránh và điều cần trao dồi, thì hoàn toàn chứa đựng trong thần chú sáu chữ. Tăng, những Bồ Tát giúp đỡ chúng ta suốt con đường, cũng là những xuất sanh của Quán Thế Âm. Như thế, Quán Thế Âm là sự hợp nhất của Tam Bảo, như một hồ chứa tích trữ những giọt mưa. Lòng bi của Quán Thế Âm bao gồm tất cả trí huệ của Văn Thù và tất cả năng lực của Kim Cương Thủ. Dưới một hóa thần bổn tôn, một thần chú và một thực hành này, các bạn có thể thành tựu mọi sự. Những hóa thần thì vô cùng khác biệt, an bình hay hung nộ, với một, ba hay nhiều đầu, và với hai, bốn, sáu hay nhiều hơn nữa các cánh tay. Mỗi cái tượng trưng một phẩm tính khác nhau. Tuy nhiên, các bạn có thể tin rằng tất cả chúng đều bao hàm trong Quán Thế Âm theo cùng cách ý, bởi vì tất cả năng lực lợi lạc của vô số thần chú khác được bao gồm trong thần chú sáu âm. Các bạn có thể đem tất cả lòng mình để trì tụng chỉ một thần chú. Thân, ngữ và tâm thức các bạn tự nền tảng là một với thân, ngữ và tâm của Quán Thế Âm. Các bạn cần nhận ra điều này như là tinh túy của sự thực hành. Đồng thời, để theo trọn con đường giác ngộ đến mục tiêu tối hậu của nó, điều sống chết là thường trực duy trì và làm mạnh thêm thái độ bao la của Bồ Đề Tâm. Theo những giáo huấn cốt lõi của những bậc thầy Kadampa quý báu, trước tiên, các bạn được đưa vào bản tánh của tâm, Bồ Đề Tâm tuyệt đối, và rồi các bạn trao dồi lòng bi với tất cả chúng sanh, tức là Bồ Đề Tâm tương đối. Thật là khó khăn nếu đem cái tâm thức hoang dã vào dưới sự kiểm soát mà trước tiên không nhận biết rằng những tư tưởng lang thang trong thực tế không bao giờ sanh và do đó không bao giờ có thể trụ cũng không thể diệt. Với sự nhận biết này, không theo đuổi những tư tưởng khi chúng khởi lên, mà chỉ an trụ trong sự đơn giản, không cách hở của trạng thái tự nhiên vốn dậy của tâm. Đó là cái được gọi là Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Một khi các bạn có một thoáng thấy bản tánh của tâm theo cách này, sự chứng ngộ Bồ Đề Tâm tuyệt đối của các bạn được sâu xa thêm qua sự trao dồi Bồ Đề Tâm tương đối trong hai phương diện của nó. Ước mong thành tựu giác ngộ vì tất cả chúng sanh và thật sự đem nguyện vọng ấy vào thực hành. Như chúng ta đã thấy ở trước, chỉ mong muốn giúp đỡ người khác thì không đủ. Các bạn phải đảm trách việc làm lợi lạc thật sự cho tất cả chúng sanh, giống như Quán Thế Âm, và chính vì để hoàn thành mục đích này mà các bạn quán tưởng Quán Thế Âm, trì tụng thần chú của Ngài và thiền định về bản tánh của trí huệ Ngài. Khi các bạn liên tục thực hành theo cách này, những tư tưởng hư vọng càng lúc càng trở nên ít đi, trong khi trí huệ nở hoa trong hiện thể của các bạn, cho phép các bạn đáp ứng những nhu cầu tức thời và tối hậu của chính các bạn và tất cả những người khác.